Andy, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay sẽ là một cái vlog cực kỳ đặc biệt bởi vì đây là vlog đầu tiên sau dự án 101 Day in Korea của bọn mình. Thì kết thúc dự án rồi thì bọn mình sẽ quay trở về, sẽ làm những cái vlog đời thường, những cái vlog một mình chúng mình thôi. Nên là hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi chơi ở một chỗ, không biết có xinh không ta, chắc là sát vấp, quá là vấp rồi. Yeah, Hay là mọi người đã tưởng đến quay với một vlog của lần Nếp? nhưng mà vẫn có bạn. Hay là mọi người đã đến với vlog của Nếp thì hôm nay sẽ là một cái trải nghiệm thú vị khá lớn đối với tụi mình, đó chính là đi leo núi hả? Leo núi hả? Không, giả vờ thôi. Hôm nay chúng ta sẽ đi Seoul Forest, rừng Seoul. Thì bây giờ ở Hàn Quốc mùa thu lá vàng đã rất là đẹp rồi, nên là chúng mình sẽ đi tới rừng Seoul để ngắm lá vàng nè, chụp những bức ảnh xinh xẻo nè. Nhưng mà mọi người cũng biết đấy, thì bây giờ thời tiết ở Hàn Quốc đã rất là lạnh, nên là không thể nào mặc mấy cái đồ kiểu fashion được. Bao nhiêu thứ đồ bọn mình mang sang đây toàn là đồ mùa hè thôi. Ok, và bây giờ mọi người hãy cùng theo chân mình đi tham quan rừng Seoul nha. Let's go. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đi ra ga tàu. À Nhưng nhầm, mà mình sẽ về Việt Nam. không, đi xe buýt chứ. Đi xe buýt về Việt Nam. Ủa? Ok. Đi xe buýt hay đi ga? Đi xe buýt. Trời ơi, giờ trời đang chắc cũng tầm 10 mấy độ. 10 mấy độ à? Cái này nhưng mà nó không hay bằng mấy trước đó, thì không. Nhưng mà Ngân nó vẫn mặc cái quần đùi nha mọi người. Tớ sẽ nghe. Tất cả mọi người đều mặc cái quần đùi. Ai vô quá sức mẹ anh. Chứ? Ủa không à? Đi xuống, nghe đi xuống. Rừng là chắc chắn phải có cây. Mình đi được á. Bây giờ thì cũng là mùa thu nhưng mà lá vẫn chưa vàng hết mọi người ạ. Phải đợi chắc cũng phải thêm một tuần nữa thì lá cây nó mới vàng hết. Khỏi phải ban chứ. Đây, những hàng cây mọc rất là thẳng tắp và vươn thẳng lên trời luôn. Lá cây thì đã vàng hết phát há rồi, còn thân cây thì mọi người nhìn thấy đấy, một cái rừng cây rất là đẹp. Trời ơi, nó kiểu thẳng thẳng đứng thẳng đuột cây ấy, xinh thật sự luôn. Ôi mọi người, bây giờ thì ở Hàn Quốc cũng đã nới lỏng về việc vấn đề dịch rồi, nên là mọi người có thể đi tham quan thoải mái. Còn có cả mấy cái ghế cho người ta ngồi để mà thư giãn nữa nè mọi người. Luôn luôn, không biết là cây này là cây gì. Wow. Tình tình, khung cảnh rất là đẹp đúng không mọi người? Thì thấy có mấy cái ghế thì mấy cô chú rồi cả mấy anh chị couple ngồi ở đây kiểu tán gẫu nói chuyện thư thái. Nhưng mà lá ở đây thì là chỉ mới là bắt đầu vàng thôi, chứ nó chưa hẳn vàng hẳn. Khi nào chắc phải 1-2 tuần nữa thì nó mới vàng hết cả cái khu rừng như thế này, thì nó sẽ còn đẹp đẹp hơn nữa đấy. Mình thấy chỗ này nó lá cũng vàng xinh không mọi người. Ôi giời ơi, quá trời đẹp luôn. Trời ơi, nhìn vô hình cũng xịn xò đấy. Nãy nó hơi nhiều. Cũng đẹp lắm. Nhiều. Wow, wow. Ủa, ta ở trong khung hình mày à? Thế mình đổi với nhau được. À, lấy chân xinh quá. Không, cứ tạo kiểu. Nhìn trong hình thì nó kiểu không vàng rõ lắm ý mọi người, nhưng mà nhìn ở bên ngoài rất là đẹp luôn. Đây chính là bảng hướng dẫn của Seoul Forest này mọi người. Thôi, cái đến cái cỏ mà nó cũng vàng nữa ý. Xinh chưa? Ui, thế đẹp thật đấy. Wow. Mọi người xem vlog này mà mọi người không ồ lên đẹp là mình cũng chịu luôn đấy. Mình phải cởi bịt mặt ra để mà có thể hòa nhập được với cảnh thiên nhiên này mọi người ạ.
Tại vì cảnh xinh như thế này mà che đi cái mặt xinh xẻo của mình thì cũng hơi tiếc. Đùa thôi. Ok, bây giờ sẽ đi tham quan ở một chỗ khác nữa ở Seoul Forest, xem là ở cái chỗ này còn có gì hay ho hơn nữa nha. Let's go, let's go. Và đây chính là cái cầu lúc đầu mà mọi người nhìn thấy. Bây giờ mình đã đi lên cầu rồi. Wow, lá vàng rơi. Con nai vàng ngơ ngác sẫm trên lá vàng tươi. Đây chính là bãi cỏ mà mình nói. Lúc nãy mình định là sẽ không ra, nhưng mà thôi, đã tới đây rồi thì phải đi ra đây tham quan cho mọi người biết luôn. Đấy, mọi người thấy không? Ngoài này người còn đông hơn ở trong đấy nữa, trời rất là đông. Là màu này. Ôi, ngoài này xinh lắm. Đây chính là vlog. Đây sẽ là cái vlog để đời của mình ở Hàn Quốc mọi người ơi. Xinh lắm luôn. Ôi, đỉnh thật sự. Hello. Và bây giờ thì tụi mình đã tham quan xong Seoul Forest rồi. Chúng mình sẽ đi về và tiếp tục hành trình của bọn mình trong những ngày tiếp theo. Mà những ngày tiếp theo thì không biết là ở Hàn Quốc hay ở Việt Nam nhé mọi người. Bye bye.